Tiếp theo, các bạn có thể thực hiện tái mã hóa các biến nếu cần. Để tái mã hóa, các bạn dùng lệnh recode. Các bạn lưu ý rằng các hàm trong eView đều bắt đầu bằng chữ A cộng. Như vậy, cấu trúc lệnh của chúng ta nó sẽ như sau. A cộng recode, mở ngoặc x, phẩy y, phẩy z, đóng ngoặc. Câu lệnh này nó có nghĩa như sau. Nếu điều kiện x là đúng, thì cái hàm recode này nó sẽ thay thế giá trị tại cái điểm x đó bằng giá trị y. Còn nếu điều kiện x là sai, thì nó sẽ cho giá trị z. Ở đây thầy ghi lại câu lệnh minh họa để tái mã hóa cho câu 1 và câu 9 để các bạn tham khảo. Ở đây thầy lấy một ví dụ mình tái mã hóa cái biến tuổi ha. Đây các bạn xem biến tuổi này, bật lên ha. Các bạn thấy người ta điền tuổi của mình nha. Nhưng mà ở đây nó có một quan sát, người ta ví dụ quan sát 24 ha. Người ta điền tuổi là 0. Như vậy là ở đây thì không ai mà lại 0 tuổi các bạn ha. Thì cái lý do cái số 0 là ở đây là cái người mà mình khảo sát số 24 này này, người ta không điền vào cái ô tuổi. Cho nên các bạn mã hóa vào máy thì ghi số 0, nghĩa là không, người ta bỏ sót câu hỏi này. Chứ không phải người ta không tuổi ha. Thì đây mình phải báo cho máy tính biết rằng cái con số 0 ở đây này nó là không có trả lời, chứ không phải là không tuổi. Thì bây giờ mình thay đổi cái này như thế nào. Thì các bạn sẽ dùng cái lệnh là recode. Thì ở đây cái lệnh recode thì thầy đã ghi trong slide rồi. Thì bây giờ thầy đánh lại các bạn cấu trúc ha. Thì các bạn để cái con cỏ lên trên cái ô nhập cửa sổ lệnh này nè. Các bạn đánh series nè. Cái này để đợi thầy tí thầy nha. Thầy nhấc cái cửa sổ này qua một chút cho các bạn nhìn thấy nha. Đây. Các bạn đánh chữ series ha. Series tức là tạo ra một cái biến mới nha các bạn ha. Cái biến mới này cũng cùng tên với cái biến mà mình muốn sửa luôn, C2 tuổi ha. Với cái điều kiện như thế này, bằng này, recode này các bạn ha. Trước một cái câu, cái hàm của eView á, các bạn nhớ để cái chữ A cộng này, recode. Mở ngoặc. Bây giờ C2 tuổi bằng 0 ha, là cái giá trị bằng 0 nè. Nếu mà có cái giá trị trong cái biến C2 tuổi á bằng 0 á, thì máy nó sẽ thay thế bằng cái từ gì, bằng cái con số gì. Thì ở đây cái ký hiệu của cái dữ liệu bị sót các bạn, người ta ký hiệu là NA ha, tức là not available, tức là không có dữ liệu. Nếu mà gặp cái quan sát nó có cái giá trị bằng không trong cái biến tuổi thì người ta thay bằng NA, còn nếu không thì người ta thay bằng cái gì. Thì không thì vẫn giữ nguyên dữ liệu trong cái biến C2 tuổi, thì mình lại ghi C2 tuổi. Đóng ngoặc. Mình đã nghe anh ta. Rồi bây giờ máy nó đã thực hiện cái lệnh cho mình rồi. Thì bây giờ mình coi lại cái biến C2 tuổi coi có cái gì khác không nha. Đây. Tuổi nó vẫn như cũ thôi các bạn. Đây, nhưng mà cái quan sát số 24 này các bạn. Không tuổi với các bạn. Không phải là không tuổi, mà là không có số liệu. Thì máy eView nó đã thay bằng cái chữ NA, tức là không có số liệu. Được chưa các bạn? Đó. Tương tự như vậy, mình sẽ sửa, mình sẽ tái mã hóa cái biến C9 này nè. Câu 9 này tên hoạt động khác ha. Thì đây nè các bạn thấy nè. Tên hoạt động khác thì có từ 1 tới tới 5 đúng các bạn. 1 là thể thao, 2 xe đạp ngoài đường, 3 chạy bộ, 4 đi bộ đường dài, 5 là hoạt động khác. Nhưng mà ở đây có một số người người ta điền số 0, tức là họ không có tham gia các hoạt động thể thao khác. Được chưa các bạn? Cho nên họ điền số 0. Thì mình phải hướng dẫn máy khai báo cho máy để máy nó biết số 0 này nè, tức là không có số liệu. Những người ta không có tham gia những hoạt động khác thì người ta không trả lời câu hỏi số 9.
cho nên là không có số liệu. Không có số liệu thì các bạn mà nhập liệu vô Excel á, các bạn để số 0, à nghĩa là không nhập liệu, thì bây giờ mình phải nói cho máy biết số 0 này là không nhập liệu, à được chưa? Thì bây giờ mình cũng làm y hệt như hồi nãy. Mình sẽ tái mã hóa, à thì mình đánh seri đúng các bạn, C9 tên hoặc động khác bằng còng recall C9 tên hoặc động khác bằng không ha. Nếu bằng không á, thì mình sẽ thay là NA. Nếu mà khác hay không á, thì mình cứ để nguyên, tức là C9 tên hoặc động Enter. Thì máy nó sẽ thực hiện nó lại với mình. Bây giờ mình xem thử máy nó là đã, đúng rồi, đang thấy chưa? Đây, quan sát thứ nhất này, không tham gia hoạt động khác thì ta ghi là NA. Mình phải tái mã hóa ha. Trong tập dữ liệu của chúng ta thì ta cũng cần phải tái mã hóa biến câu 1 và câu 8. Sau đây là các cái câu lệnh minh họa. Một cái vấn đề khác với cái bảng tính này mà bạn cũng cần phải tái mã hóa, đó là với câu số 1 này và câu số 8. Thì câu số 1, số 8 nó có đặc trưng gì? Câu số 1 là về giới tính, thì 1 là nam, 2 là nữ ha. Đây, mình mã hóa nó như vậy. Tuy nhiên với cái biến nhị phân á, thì thông thường á, nhị phân tức là sao các bạn? Tức là cái biến mà nó có hai giá trị thôi. Ví dụ nam nữ có không, thì người ta thường người ta mã hóa đó là không với một, chứ người ta không có ghi là 1 với 2 hay 1 với 3 hay 2 với 3. Cái lý do như thế nào á, thì trên lớp thầy sẽ trình bày. Nhưng đây thì các bạn cần nắm là người ta sẽ mã hóa là 0 với 1. Thì ở đây mình muốn mã hóa lại nam với nữ này, 1 2 thành 0 1, thì nam nó là 1 rồi thôi thì mình cứ để nguyên đi ha. Nữ đang là số 2 thì thôi mình mã hóa thành là số 0. Thì bây giờ mình mã tái mã hóa sao? Thì mình cũng làm y như hồi nãy ha. Mình sẽ đánh lại tên là seri ha, seri này. C1 đúng các bạn. Giới tính bằng cái vòng recall C1 giới tính bằng 2 ha, nghĩa là cái giá trị là bằng 2 á, thì mình thay lại là bằng 0. Và những giá trị nào mà không phải bằng 2 thì mình giữ nguyên, đó là C1 giới tính đóng ngoặc lại. Thì ở đây chúng ta xem thử là view nó thay đổi chưa nha. Rồi đây, chỉ còn 1010 một không thôi nha các bạn. 1010. Ở đây thì các bạn thấy là mình đã thay đổi cái mã hóa, thì thông thường mình phải ghi chú lại các bạn, để sau này á, thì mình còn nhớ, hoặc là mình gửi cho người khác á, thì người khác cũng biết là mình đã có tái mã hóa rồi. Thì đây máy nó cũng đã ghi cái câu lệnh tái mã hóa này các bạn ha. Thì người đọc người ta cũng cũng sẽ biết thôi, nhưng mà cẩn thận hơn thì nếu mà các bạn cẩn thận thì các bạn nên ghi chú lại. Ví dụ đây ha, ví dụ đây mình bổ sung thêm ha. Ví dụ như là nói là ngày hôm nay là ngày, ví dụ ngày 27 tháng 4 ha, 27 recall 1 nam 0 là nữ chẳng hạn vậy. Vậy mình đã ghi chú lại rồi, thì sau này có ai mà thắc mắc thì họ họ mở cái label ra là họ sẽ biết là những gì mình làm thôi. Rồi, với câu 8 hoạt động khác nha các bạn. Đây, hoạt động khác. Thì có với không, một là có này, hai là không này các bạn ha. Đấy. Nhưng mà chúng ta cũng nên mã hóa là không với một thôi. Thì một là có rồi thì mình cứ để nguyên, hai là không á, thì mình chuyển thành số không. Đúng các bạn. Thì bây giờ mình làm câu lệnh y hệt như vậy thôi. Series C8 ha. Hoạt động khác bằng này còn recall
C8 hoặc đoạn khác bằng 2 ha, thì mình mã hóa lại thành 0 thôi. Và giữ nguyên cái những cái con số còn lại, đó là C8 rồi. Như vậy các bạn thấy là máy nó sẽ tự động mã hóa lại hết rồi. Thì bây giờ mình có thể ghi chú lại ha, cũng như hồi nãy các bạn có thể ghi chú hoặc không, tại vì đây máy nó cũng đã có hiện lên cái câu lệnh recall rồi. Nhưng mà ví dụ như mình cẩn thận mình ghi lại, thì như nếu thầy thầy sẽ ghi như thế này. Ví dụ như pro 27 mình đã sửa là một có, mình ghi là recall ha, một là có, không là bằng với không. Vậy mình đóng lại. Bước tiếp theo là ta ghi nhãn cho các giá trị của biến. Trong biến giới tính, ta mã hóa không là nữ, một là nam. Nếu ta muốn máy tính hiển thị nam và nữ trong bảng thay vì số 0 và số 1, thì ta cần tiến hành đặt nhãn cho các giá trị. Thì ta đặt nhãn như sau. Số 0 sẽ tương ứng với nữ và số 1 sẽ tương ứng với nam. Sau khi đặt nhãn xong, eView sẽ hiển thị nữ và nam trong bảng dữ liệu thay cho số 0, số 1. Nhưng khi tính toán, eView vẫn sẽ dùng các con số 0 và 1 trong tập dữ liệu ban đầu. Sau đây là quy trình đặt nhãn cho giá trị của biến. Bây giờ thầy tạo nhãn cho các giá trị trong biến giới tính ha. Thì ví dụ bây giờ các bạn bật cái biến giới tính lên ha, các bạn thấy nó hiện 01 01 01. Thì mình muốn giờ mình muốn là máy tính nó sẽ thay vì nó hiện số 1 á thì nó hiện chữ nam và số 0 nó hiện chữ nữ ha. Trong tính toán nó vẫn sẽ dùng số 0 số 1 bình thường, nhưng mà trong hiển thị nó sẽ dùng số là chữ nam, chữ nữ. Như vậy nó dễ nhìn hơn rồi trong biểu đồ các bạn ha. Hay là trong các cái bảng á thì nó không hiện 01 mà nó hiện là nam với nữ, thì như vậy thì mình thấy là nó dễ nhìn và mình không cần phải sửa lại nữa. Thì bây giờ các bạn đặt cái nhãn cho các cái giá trị này như thế nào? Thì có hai bước ha. Bước thứ nhất các bạn phải tạo nhãn đã. Các bạn chọn đây này, trên cái màn hình này ha. Các bạn chọn chuột phải. Các bạn chọn New Object này. Rồi. Thì ở đây các bạn thấy nó hiện ra một loạt các cái tên của các object, thì mình chọn cái nào? Mình chọn cái value map, tức là van map này, này các bạn ha, van map này. Rồi. Sau đó tên của object thì ở đây các bạn thấy nó để untitled, thì các bạn có thể thay đổi là label của câu 1 ha. Đây đặt label C1 đây cho nó dễ nhớ. Tí nữa mình sử dụng nó tiện thôi. Rồi. Bạn ok thì nó sẽ hiện ra cho mình là một cái khung để mình nhập vô. Ví dụ như mình nhập là ở bên khúc này ha, mình nhập không này. Xin lỗi, mình phải chọn như đây cái này ha. Đây, mình nhập chọn như đây là không nha. Thì ở bên label này là value này, cái cột value mình chọn số không nha các bạn. Bên label thì mình ghi là nữ ha, nữ này. Rồi, bên cái cột value này mình chọn số 1 này. Thì bên chỗ mình chọn chỗ cái cột là label này mình ghi là nam. Tương tự như vậy, ví dụ như các cái biến khác các bạn thấy là nó có 1 2 3 4 5 chẳng hạn, vậy thì mình cứ điền dọc như là mình đặt tên nó thôi. Sau khi các bạn làm xong các bạn bấm tắt đi. Rồi người ta hỏi là nó sẽ hỏi là có muốn lưu không, thì bạn bấm yes lưu. Thì ở đây các bạn thấy nó tạo ra một cái object mới tên là label C1 rồi ha, label C1 này các bạn. Bây giờ bước thứ hai là mình phải kết nối cái label C1 này với cái câu 1 của mình là giới tính á. Thì bây giờ mình bật cái biến giới tính lên nha. Ở trong cái mục property ở trên này nè các bạn, property đây ha, các bạn bấm vào. Các bạn thấy nó hiện lên một cái thẻ, thì các bạn chọn là value map, cái thẻ value map này nè. Đó. Giờ các bạn đánh cái tên của cái biến value map mà mình vừa mới tạo ra đó các bạn. Ví dụ như mình tạo là label ha C1 đúng các bạn.
À, đây, máy nó sẽ tự hiện cho mình, để ví dụ mình đánh cái tên dài quá mình không nhớ hết thì mình đánh một phần thôi thì máy nó sẽ hiện ra một loạt à, các cái biến mà nó có cái tên gần gần như vậy à, thì mình thấy đây là đúng rồi, mình chọn này à, mình chọn enter các bạn ha. Sau đó mình nhấn ok. À thì các bạn thấy này, trong cái biến giới tính á, bắt đầu giờ nó hiện là nam nữ, nam nữ, nam nữ hết rồi nè các bạn ha, dễ nhìn hơn à. Rồi mình vẽ biểu đồ hay mình làm bảng á, thì nó cũng hiện lên nam với nữ à. À, nhưng mà khi tính toán á, thì máy tính nó vẫn sẽ dùng con số 01 nha các bạn, nên đó yên tâm à, tính toán vẫn được à, nam với nữ xong à. Thầy làm thêm một ví dụ nữa với biến C3 lý do tập gym ha. À, thì bây giờ mình bấm cái biến C3 này ra xem thử nó có cái gì nè. Đây à, cái biến lý do tập gym á, thì mình mã hóa là một là thư giãn, hai là duy trì và tăng cường vóc dáng, ba là giảm cân, bốn là gỡ mọi người, năm là rèn luyện sức khỏe, và sáu là khác ha. Thì đến trong này á, thì máy nó cũng sẽ hiện ra 1 2 3 4 5 6 gì đó thôi à, nhưng mà bây giờ mình muốn máy nó hiện ra luôn cái con nó thay số 1 ví dụ vậy, bằng là thư giãn ha, hai là duy trì vóc dáng luôn à. Và như thầy nói ở phần trước á, thì cái này nó rất là tiện khi các bạn vẽ biểu đồ hay là các bạn lập cái bảng, bảng thống kê, bảng thông số thống kê mô tả, thì nó sẽ hiện luôn cho các bạn cái tên, ví dụ như có hoạt động thư giãn hay là lý do thư giãn hay là duy trì vóc dáng vân vân à, thì mình khỏi khi mình copy vô lại trong cái bài viết của mình á, mình không cần phải điều chỉnh lại nữa à. Thì bây giờ mình cũng sẽ làm hai bước nha các bạn ha. Hai bước, bước thứ nhất á, là mình sẽ tạo ra một cái object value map cho câu 3 à, thì đây value map ha. Rồi à, các bạn sẽ chọn value map nè, câu 3 là label label C3 ha. À, ok à, thì bây giờ à, mình lại bật phải bật cái câu 3 lên để mình xem cái label nó là cái gì nha. Rồi à, mình có là số 1 2 3 4 5 6 à, thì bây giờ mình điền từ tuần tự thôi các bạn. Số 1 nè, thư giãn ha. Thư giãn. À, bây giờ tới tới số 2. Số 2 gì ạ? Duy trì và tăng cường vóc dáng. À, đây mình đánh vào. Số 2 nè. Duy trì và tăng cường dáng. Rồi, số 3. Gì à? Giảm cân à, giảm cân mình đi đây, giảm cân. Rồi số 4 à, gặp gỡ mọi người ha, gặp à, sai rồi, gặp gỡ mọi người. Rồi số 5 là rèn luyện sức khỏe, rèn luyện sức khỏe. Rồi số 6 là lý do khác ha, thì mình à, như là khác thôi. Đoạn xong mình đóng cái này lại rồi mình lưu nha. À, như vậy các bạn thấy có một cái label C3 rồi. Bây giờ mình kết nối thôi các bạn, kết nối vào cái câu 3 thì mình chọn property à, chọn value map, chọn là label à, để nó máy tự hiện ha. Rồi như vậy bạn thấy là C3 rồi, mình chọn ok. Đây thì máy nó hiện ra này các bạn à, nó thay những cái con số bằng cái chữ này cho mình dễ nhìn nè. Đó là ổn rồi ha. À, với các câu hỏi khác thì các bạn cứ làm tương tự ha à, ví dụ như đây câu 4, câu 5 à, thì thầy thấy nó có một chút đặc biệt. Đây câu 4 các bạn ha, câu 4 mình mã hóa là 1, 2, 3, 4 luôn luôn, thường xuyên, hiếm khi, không bao giờ ha. Và câu 5 mình cũng mã hóa y hệt vậy, luôn luôn, thường xuyên, hiếm khi, không bao giờ, 1, 2, 3, 4 nè. Cho nên với câu 4, câu 5 mình có thể tạo một cái value map thôi, rồi sau đó mình sử dụng chung cho hai câu cũng được à. Thì đây thì bây giờ mình tạo sao cũng hai bước các bạn ha. Mình chọn new object này, mình chọn value map, mình chọn là C4, C5 ha. Mình dùng cho hai câu này à, và mình chọn ok. Thì đây là có bốn giá trị nha các bạn, 1,
2 3 1 à, 1 đó là luôn luôn nè. 2 á là thường xuyên ha, thường xuyên. 3 là hiếm khi này. 4 là không bao giờ, đúng các bạn, không bao giờ. Đó. Như vậy mình lưu lại thôi, lưu lại. Yes, thì các bạn thấy ở đây người ta có, mình đã tạo ra một cái value map cho bốn con năm. Bây giờ kết nối thôi các bạn ha. Kết nối thì mình sẽ bấm vào câu 4 này, mình chọn property này, mình chọn value map này. À, ở đây mình chọn là label ha. Rồi nó hiện ra C4 C5. À, thì các bạn nhớ bấm bấm hai lần nha. À, đây này, hoặc là bạn nhớ đầy đủ tên, hoặc bạn đóng hai lần nha, thì nó mới hiện vô trong này label C4 C5. Các bạn chọn ok, máy nó sẽ tự động thay đổi. À, gắn cái value map vô trong cái biến C4 của mình. Rồi tương tự với biến C5, mình bật cái C5 lên. Đó, mình chọn property, rồi mình chọn value map, chọn là label. À thì các bạn thấy nó hiện là label C4 C5 này, double click vô. Đó. Sau đó chọn ok thì máy nó cũng sẽ gán các cái nhãn cho các cái giá trị của cái biến C4 và C5. Đó. À, như vậy ở đây là thầy đã tạo nhãn cho giá trị của các biến C6, C7, C8, C9 hết rồi ha. Thì như như vậy là bây giờ chúng ta đã có một cái tập dữ liệu mà có ghi chú, có ghi nhãn đầy đủ hết. À, thì ví dụ các bạn muốn xem lại ha. À, các bạn chọn giới tính nè, chọn theo thứ tự các bạn ha. Nếu các bạn chọn thứ tự nào á, thì máy nó sẽ hiện theo thứ tự đó. Mình chọn C1, C2, C3, 4, C5. Lỗi, à, mình chọn C5, C6, C7, C8, C9, C10, C11, C12, ví dụ vậy ha. Chọn xem hết, chọn Open as Group. À, thì đây các bạn thấy máy nó sẽ hiện ra đầy đủ dữ liệu của mình. Nó có ghi chú đầy đủ ha các bạn ha, hiển thị lên hết rồi. Đây. Như vậy là cái tập dữ liệu của mình như thế này nè các bạn, là đã hoàn chỉnh để mình có thể đưa vào mình phân tích rồi. Thì những cái bước phân tích, ví dụ như là mình có thể xem cụ thể các cái dữ liệu, ví dụ như là lọc ra dữ liệu những người mà đi tập một mình chẳng hạn vậy, vân vân, thì nó cũng có lại rất là đơn giản. Các bạn cứ xem ở trong cái phần mà hướng dẫn thực hành eView mà thầy boss trong folder á, thì nó sẽ có cái lệnh là sample ha. Các bạn có thể hoàn toàn lọc ra rất là dễ dàng. Rồi như vậy chúng ta xong cái tập dữ liệu rồi, thì bây giờ mình lưu lại các bạn ha, lưu lại. Thì lưu lại các bạn chọn save as cũng được các bạn ha, save và CSS cũng được. Ví dụ cho các bạn chọn CSS ha, các bạn ví dụ các bạn chọn là desktop đi. À, thì ở đây các bạn có thấy là nó sẽ lưu với cái đuôi là WF1, tức là định dạng của eView. Để cho các bạn định dạng của eView nha. À, thì cái file của mình hồi ban đầu á là nó là Excel, thì bây giờ mình đưa vào eView, mình đã hoàn chỉnh cái file dữ liệu rồi, thì mình lưu dưới định dạng của eView luôn để sau này mình mở ra mình phân tích cho nó dễ dàng. À, thì đây ví dụ các bạn có thể thay đổi tên tùy các bạn. À, đây các bạn chọn save. À, thì máy nó sẽ hiện ra là các bạn muốn lưu với cái mức độ chính xác như thế nào. Thì mặc định là máy nó sẽ hiện là double precision, tức là mức độ chính xác cao nhất của nó. À, thì bây giờ bạn cứ ok thôi. Ok. À. Rồi, như vậy là xong. Chúng ta đã có tập dữ liệu hoàn chỉnh. À, các bạn có thể tắt nó đi và lần sau chúng ta lại mở lại. Ví dụ bây giờ các bạn muốn làm việc với cái bản dữ liệu mà mình đã hoàn chỉnh rồi á, thì các bạn chọn vô file này. Các bạn chọn open, nhưng lần này các bạn đừng có chọn là foreign data nữa nha. Các bạn chọn eView work file, tại vì mình đã lưu cái file dữ liệu của mình dưới dạng là định dạng của eView rồi, mình đã chỉnh sửa xong hết rồi, thì mình chọn là eView work file. À, thì các bạn chọn đường dẫn, các bạn thấy là đây có cái tập tin của mình ở đây. Đây ta sẽ stream này. À, mình open là máy nó sẽ hiện ra cho chúng ta cái tập dữ liệu mà chúng ta cần. Sau khi xem các ví dụ minh họa,
Bây giờ các bạn hãy thực hiện gán nhãn cho các giá trị của biến trong câu 1 đến câu 9 và lưu tập dữ liệu theo định dạng của eView.